Ok, như vậy cuối cùng mình đã nhận được bản gì đấy? Ủa sao không có thấy? À, Happy Quay Dragon. Ok. Yo yo, hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình và là mình đây, Momo Gaming. Ok, và mình cảm ơn tất cả các bạn đã xem những cái video mới đăng của mình và giúp các video của mình có thêm nhiều lượt view ha. Và cảm ơn tất cả các thành viên đã đăng ký cũng như là ủng hộ mình, đã subscribe kênh của mình nha. Ok, chúng ta cùng tiếp tục về cái hành trình Dragon City, thành phố rồng nha. Rồi, ở tập trước thì mình đã mở khóa và mua cái Divine Bat Redemption, và mình get được khoảng 5 bằng rồng luôn các bạn. Và bây giờ thì cái nhà áp của mình hiện giờ đã full rồi nè. Rất nhiều rồng luôn. Đây còn khoảng 6 bạn ha. Và vừa mới ngày này luôn, ngày hôm nay luôn nè, thì có cái device bát lại mở cái mới nè. Ok. Và bản rồng mới đó là bản Redemption Malik Dragon ha. Ok. Và bản này là Samurai. Wow. Oh my god, đẹp quá các bạn ơi. Và nếu các bạn mở cái Eli ha, cái Eli đây, thì các bạn sẽ nhận được bản High Creep Keeper Dragon. Trời ơi trời, đẹp giá mang lắm các bạn ơi. Oh my god. Wow, amazing ha. Ok, chúng ta lại quay trở về hội nhà nghèo nào. Ok, một bạn bình luận trên cái video của mình thì anh Moe ơi, anh hãy tiếp tục cuộc đua ha. Rồi, và hôm nay mình sẽ mở cuộc đua lên xem thế nào. Hiện giờ là mình đang ở lớp 4 các bạn. Lớp 4 nè. Rồi mình đang ở đây ha. Như vậy thì còn 1, 2, 3, 4 cái nữa nè. 4 cái thì mình sẽ được lớp 5. Và lớp 5 thì mình sẽ được top 1 ha. Top 1 thì mình sẽ nhận được bạn bạn hai Harry Sunbringer Dragon ha. Wow, bạn này là thuộc thằng mặt trời gì đây này. Tại vì mình là cấp nhỏ ấy, cho nên là các bạn nói là mình đua cái này rất là dễ luôn, không bị cạnh tranh nhiều ấy. Rồi mình có cái nhiệm vụ này nè, get item by from Bardo này, là mình phải chiến đấu để nhận được cái item kia ha. Rồi mình xem thử cái bạn này là hệ các bạn cho mình biết là cái hệ này là các chế là gì ha. Đây này, hệ này này. tinh khiết thần khiết gì ấy. Để xem thì mình sử dụng cái ánh sáng mặt trời là thứ ha. Xem thử. Rồi không có bạn nào luôn. Ui, cái bạn này đâu to dữ mà đẹp nữa chứ. Hai nô xì 4558. Rồi thôi luôn. Như vậy là cái này nè, cái nguyên tố này ha, cái nguyên tố thần khiết này á, là nó sẽ khắc chế cái ông ánh sáng này nha. Ông Light ha. Ok, mình win nha. Hèn quá, mai không crit down mà đi luôn. Giờ victory. Và mình sẽ chờ, wow, 30 phút nữa thì mới xong này. Hồi đánh luôn cấp thần lên, rồi mình spend 3 gem luôn ha. Rồi mình mình xem thử là bạn Captain này là hệ điện hả? Hệ điện là càng gì ta? Hệ điện là càng đắt hả? Hệ đắt hay là metal nhỉ? Băng thử ha. Rồi, chọn băng đi. Không biết sao này. Rồi, thôi xong luôn. Ông điện này dễ là ông khắc chế mình lắm nè. Ồ, hay quá. Ice Spy. Rồi, ok. Mấy cái nguyên tố này mình chưa quen với việc khắc chế ha.
nên mình chọn rồng hơi bị lâu ấy. Rồi A Wing Legendary Battle. Ôi cái nhiệm vụ này khó này, cực kỳ khó luôn các bạn. Trời ơi. À, để xem thì có các cái event gì hay không ha. À, cái này lại có rồi này, arena này biết rồi này. Đây Chariot Maze, vô cùng 2 giờ thôi các bạn. À, mình có 1500 cái coin này. Rồi mình đi thử ha. Ui, cái may này vui này. Làm sao để đi được cái ông Legend này ta? Tìm cái chìa khóa này. Tìm một cái chìa khóa màu đất này ha, màu đồng này. Còn để cái này là tìm chìa khóa xanh này. Ồ, bạn này là 21 giờ nữa mới có thể di chuyển ha. Bạn này là 1 ngày này. Time step for missing, làm đi 10 lần nữa là mình sẽ nhận được bằng rồng này nè. Không biết là mình nên tiết kiệm cái magic coin này hay là mình đi luôn ha. Là mình đi luôn đi. Đi luôn đi. Đi luôn để mình nhận bằng rồng này. Chúng ta sẽ vừa sưu tập ha. Sưu tập rồng này, vừa review rồng này. Rồi tận hưởng trong game nha. Ok, chúng ta cùng tiếp tục đi di chuyển các bạn này nè. Trời, rồng này dữ thương quá. À, lúc nhỏ là có cái gì đó, cái dù hả? Cái dù hay cái bánh xe gì này. Xong lớn là thành cái một cái quay ha. Một cái vòng quay lớn này, vòng quay mặt trời lớn này. 50.000 vàng. Nếu mình claim Double Reward là sẽ 50.000 vàng. Nhưng mà nếu mà xem quảng cáo ấy thì hơi lâu quá, lại dễ bị dính bản quyền. Thôi mình claim luôn đi. Ok. Đi này. 6 bước nữa là mình sẽ nhận được bằng rare này ha. Khi 16.000 này. Rồi tiếp tục di chuyển nha. Ok, Sun Chat này, claim. À, mình được gì đây? Ba cái mặt trời cười này. Rồi mình sẽ nhận được một cái chìa khóa để mở unlock này các bạn, VR này ha. Rồng hoa gì đây? Rồng đây, Battle Dragon Relay gì đây? Kiểu như rồng có một bông hoa ha. Tiếp tục này, 3 bước nữa là mình sẽ nhận được bạn rồng rare. Yes. Ok, nếu các bạn thích cái video của mình thì xin cho mình một đăng ký cũng như là một like, một chia sẻ nha. Mình xin cảm ơn rất là nhiều. Ok. Ủa, gì đây ta? Climb block là mình sẽ được 200 gì đây? À, phải đánh hả? Ok. Đánh thì đánh luôn. Rồi, phút nào anh em. Chúng ta cùng chiến nè. Hùi cái bạn rồng này, rồng già này, bịt mắt này, kiểu như cái bang. Ok, Harley Quinn. Cái nhân vật này nghe quen ha, kiểu giống như Harley Quinn. Như vậy là muốn qua cái event này là phải spend 133 cái này. Hiểu rồi. Như vậy là mình đã mất 133 cái, với lại 140 cái này nữa là gần 270. Ok, như vậy cuối cùng mình đã nhận được bảng gì đấy. Ôi sao không có thấy. Big Quay Dragon. Ok, đây là bằng rồng vòng quay khổng lồ ha. Story. Ok là rồi, phun cái nhà up rồi mà còn thêm rồng mới nữa. quá cổ. Cái này 120 gem thì mình sẽ nhân năng lên được 5 nhà. Oh my god. Rồi bên building là mình sẽ xây được cái gì đấy không? Đây Dragonarium này. Ok, xây luôn cái nhà này nha. Rồi đặt ở bên này ha. Ok, yes.
Rồi cái ông nhà này luôn nè, ông Chinese Sander này, 500.000, ok quất luôn ha. Rồi như vậy là mình đã xây xong nhà huấn luyện rồng nè, và cái nhà tram này, cái này hình như là kho chứa nè, kho chứa này hình như là chắc bỏ các bằng rồng vào đây ha. Rồi để xem có gì nữa không. Hết rồi các bạn ơi. Như vậy là ok, mình sẽ đánh cái electric này thử ha. Ui hiện giờ là mình đang thấp nè, các bạn này cực mạnh luôn. Bây giờ mình cần nâng cái nhà dragon root này lên này. Rồi bây giờ mình nâng cái nhà lên thì các bạn đồng mình sẽ đạt được cấp 20 nha. Ui 7 giờ nữa các bạn ơi. Rồi để xíu nữa mình sẽ làm nhiệm vụ này. Còn 4 ngày nữa thì mình hy vọng là sẽ đạt được level 5 nha. Ok, và mình xin kết thúc cái video tại đây. Nếu các bạn thấy thích video của mình thì xin cho mình một like, một đăng ký cũng như là một chia sẻ trên cái social của các bạn nha, để mình nhận được thêm các lượt đăng ký mới, và mình sẽ đạt sớm được 1.000 đăng ký cũng như là 4.000 giờ để bật được kiếm tiền trên YouTube ha. Và sau đó thì mình sẽ làm các sự kiện này, các giveaway ha, những phần quà nhỏ để gửi đến các bạn nha. Rồi mình xin cảm ơn các bạn rất là nhiều và chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc vui vẻ. Bye bye và hẹn gặp lại trong cái video lần sau nha. Rồi tạm biệt. Yeah.